Trong tháng 8 năm 2024, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư được 40 triệu đô la Mỹ, trong đó tiếp nhận mới 4 dự án đầu tư trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 7 dự án đầu tư nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm của các dự án vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 700 triệu đô la Mỹ, đạt 71% kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm nay. Tổng diện tích đất cho thuê lại khoảng 128 ha, tiếp nhận 50 dự án đầu tư mới, gồm có 28 dự án đầu tư nước ngoài và 22 dự án đầu tư trong nước, trong đó tiếp nhận một dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3.000 tỷ đồng, 49 dự án đầu tư thứ cấp mới vào các khu cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 400 triệu đô la Mỹ và gần 6.000 tỷ đồng.